kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Trung Bộ đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to trong những ngày tới. Cụ thể là trong đêm nay mùng 3 tháng 9 ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 cho đến 90mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to, với lượng mưa là từ 100 cho đến 250mm trong 24 giờ, có nơi còn trên 300mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thì đợt mưa này còn kéo dài đến ngày 5 tháng 9, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến trong khoảng từ 300 cho đến 500mm ở các tỉnh từ Nghệ An cho đến Quảng Ngãi, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế thì lượng mưa to với lượng mưa lên đến là từ 500 cho đến 700mm, có nơi còn trên 700mm. Do có mưa dồn dập trong thời gian ngắn nên người dân cần đề phòng với sạt lở đất và lũ lên trên các sông suối. Do có mưa nhiều nên nền nhiệt vào ban ngày ở toàn khu vực Trung Bộ cũng không quá cao. Nhiệt độ ban trưa chỉ phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Riêng vùng mưa lớn từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế có thể giảm xuống dưới ngưỡng 30 độ. Do ở rìa phía nam của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ nay cho đến ngày 5 tháng 9, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to với lượng trong khoảng từ 200 cho đến 300mm. Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, từ 100 cho đến 150mm. Trong cơn mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Sau đó, từ khoảng ngày 6 tháng 9, khi mà hình thế gây mưa suy yếu dần, thì mưa ở tại khu vực này sẽ giảm nhanh về diện và lượng. Mưa chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối, còn vào ban ngày thì trời có nắng gián đoạn, với mức nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ ở tại khu vực Nam Bộ và từ 28 cho đến 32 độ ở tại khu vực Tây Nguyên. Quay trở ra với các tỉnh ở miền Bắc, trong đêm nay thì khu vực Nam Đồng Bằng và Đông Bắc có thể xuất hiện mưa rào bất chợt. Sang đến ngày mai, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm nay, dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Trong 3 ngày tiếp theo, mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Còn vào ban ngày, trời có nắng với mức nhiệt độ ban trưa sẽ trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Sau đó, đến khoảng ngày 6, thời tiết ở khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng ít biến đổi. Chỉ riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, mưa rào có thể xuất hiện rải rác vào đêm và sáng. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp trên Biển Đông, trong đêm nay mùng 3 tháng 9 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 cho đến 3,5 mét, biển động mạnh. Như vậy là từ nay đến khoảng 2-3 ngày tới, ở những khu vực chịu tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới là Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa to đến rất to. Đến ngày 5 tháng 9, mưa có xu hướng giảm dần, miền Bắc cũng sẽ giảm mưa trong những ngày tới. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 3 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.